Quý vị thân mến, để vững vàng đối mặt với tình hình đại dịch COVID-19 đang diễn ra hết sức phức tạp hiện nay tại Việt Nam, là đơn vị phân phối các sản phẩm trang thiết bị y tế cũng như cung cấp các sản phẩm phòng chống dịch uy tín trong suốt 3 năm qua, Tab Medical xin giới thiệu với quý vị bộ tứ sản phẩm bất hoạt virus mà mỗi cá nhân và gia đình cần trang bị trong mùa dịch. Đầu tiên, để tránh lây nhiễm chéo cho virus, hãy luôn giữ thói quen vệ sinh sát khuẩn tay chân đơn giản, thường xuyên khử khuẩn, rửa tay khi tiếp xúc với các vật dụng, bề mặt nơi công cộng, sau khi đi vệ sinh, trước khi ăn và sau khi ho, hắt xì hoặc xì mũi. Nếu bạn đang lo sợ khi khử khuẩn hàng ngày gây khô ráp da tay, bị bào mòn da tay bởi các chất hóa học hay chỉ nồng nặc của mùi cồn, clo, thì hãy dùng ngay bình xịt khuẩn hữu cơ X-Micro này. X-Micro với thành phần 100% tự nhiên, chiết xuất từ hạt cam, quýt, glycerin và nước, sản phẩm dễ dàng hòa tan trong nước, không mùi, không màu, không gây độc hại và không kích ứng da tay, bạn sẽ thích mê sản phẩm này. Thứ hai, để ngăn chặn sự xâm nhập của virus vào đường hô hấp, quý vị hãy sử dụng ngay bình xịt mũi kháng virus Virolis hiện nay. Một ngày xịt 4 lần và mỗi lần cách nhau 4 giờ trước khi ra ngoài đường và ngay sau khi tiếp xúc với đám đông. Mới đây, nghiên cứu kháng virus của nhà sản xuất Star Pharma đã chỉ ra rằng hoạt chất SPL7013 có trong bình xịt mũi kháng virus có thể loại bỏ khả năng lây nhiễm của tất cả 9 biến chủng SARS-CoV-2, bao gồm Omicron có khả năng lây nhiễm cao nhất và biến chủng Delta có độc lực mạnh nhất hiện nay. Sản phẩm này thích hợp cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Tiếp theo, xin giới thiệu tới quý vị sản phẩm thứ ba là men vi sinh dạng xịt có tên gọi là Bio Spray. Đây là sản phẩm xịt họng được nhập khẩu từ Hàn Quốc, có thể sử dụng cho các bé từ 2 tuổi trở lên, rất lành tính. Sản phẩm hiệu quả được chứng minh bất hoạt tới 99,9% virus và vi khuẩn có hại cho sức khỏe. Đây là thực phẩm tự nhiên có tác dụng khử hoạt tính của virus và vi khuẩn có hại, phế cầu pneumonia, tụ cầu vàng và sâu răng. Do đó, đây là thực phẩm hỗ trợ sinh học PD-Firm, giúp ngăn ngừa không chỉ virus mà còn các vi khuẩn có hại khác nhau. Sản phẩm cuối cùng mà Tab Medical muốn giới thiệu đó chính là viên uống Havisin. Dù chưa mắc F0 hay đã và đang là F0 thì mọi người hãy nên sử dụng viên uống Havisin để tăng cường hệ miễn dịch và giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng, không để lại biến chứng hậu Covid. Havisin được kết hợp từ các thành phần thảo dược lành tính cho người sử dụng, mang lại công dụng giúp hỗ trợ giảm ho, giúp giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất tuyệt vời. Trên đây là bộ 4 sản phẩm phòng dịch hiệu quả mà Tab Medical đang trực tiếp trải nghiệm và được hàng chục ngàn khách hàng tin dùng. Sức khỏe là tài sản vô giá. Chúc tất cả quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe và bình an vượt qua đại dịch.